Hai ngày đầu năm mới chúng ta cắt bánh chưng ăn nha mọi người. Đây là một cái bánh chưng còn nguyên đai nguyên kiện của xuất nhập khẩu. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ cắt cái vỏ bịch ni lông hút chân không ra. Bây giờ gói không như hồi xưa nữa, giờ là có hút chân không luôn. Rồi, lấy ra nè, bóp tem. Bóp tem nè, đó. Xong rồi mình tháo cái dây này, xoay cái dây này ra. Cho dây ra chưa, từng dây. Cái này là cách là bánh chưng không cần dao kéo nha, xài mấy cái dây này là được rồi. Không biết có bị bắt bệnh cười này không? Tiếp tục. Tôi cũng đang nhìn chăm chú coi cái này là món gì mà dòng sông nào đưa người tình đi biển biển, mùa thu nào cho người về thăm đến xưa, hoàng hà bay bay mãi bó trời mưa về đôi. Thank you.
Dây này thì phải xé nhỏ ra mới cắt được nha, để bự quá sẽ không cắt được. Xé khoảng bao nhiêu thì cứ canh vô, chúng ta cần cắt mấy bao nhiêu thôi, bao nhiêu thì chúng ta cần xé ra bấy nhiêu. Chia ra làm bốn. Quên, còn nhang nữa. Em ơi, ngày mai lối về.
Nếu mà cái dây dọc với ngang này mà sắp không cùng chiều và cùng lớp á, thì sẽ không kéo được như vậy nha. Đó, vậy là đã đúng rồi. Xong.